Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ tiến hành làm hướng dẫn các bạn chuyển cái bên con LG 43 của LG nhé, 43 UN 7400 nhé, 7400. Thì để chuyển nó thì trước tiên này các bạn này, đây nó có hai cáp không? Đó, hai cáp này. Đầu tiên nó chạy hai cáp lớn này, bây giờ mình chuyển nó một cáp nhỏ này. Đó. Thì các bạn chuyển hết của mình hàng chở bên dưới này lên này. Đấy, các bạn này, con này lên này, con này lên này, chuyển hết lên, chuyển hết lên, chuyển đến tận đây luôn. Hàng trên có 4 cặp, hàng dưới có 4 cặp. Sau đó là ngay cái cạnh cái con cuộn dây L702 này, các bạn thay cho mình con nệ chở ngay đoạn này là không ôm này. Con này không ôm này. Con nệ chở phía trên nó là con nệ chở 10K nhé. Ở cái đoạn này chúng ta thay ở đây một con nệ chở không ôm này. Đây là con nệ chở cấp nguồn cho cái mên nhé, cái màn hình nhé. Chúng ta nhìn này, ra chỗ cái bạn nhìn này, chúng ta lần ra cái chỗ mà con ICMC này. Thì chân thứ hai, con định chở thứ hai thì sự dưới xuống này, các bạn thay con định chở thì bằng con định chở 1K nhé. Con này zin bản của nó là con 5K1 nha, các bạn thay con 1K đây, chính là con định chở rồi 519 này. Đấy. Sau khi xong đâu đấy hết rồi thì chúng ta sẽ cắm cho nó chạy nhé, cắm cho chạy thử vào trong cái màn hình của mình, nếu mà trường hợp mà được thì không sao, nếu mà không lên hình ấy thì chúng ta sẽ lấy cái khiển xe buýt để chúng ta chỉnh nhé. Bạn này không lên LG chưa, này là mình vừa chỉnh rồi. Nếu mà không lên hình ấy thì các bạn ấn cho mình này, ấn cho mình cái nút là in stop này, sau ấn 0413 này, nó tắt đi thì các bạn bật lại nó nhá, bật lại để cho nó hiện lên hình ảnh các thứ nhé. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh theo cái cách của chúng ta. Đó, như vậy là xong nhé. Như các bạn nhé. Sau khi mình xong này, mình lắp tản nhiệt các thứ đâu đấy này, xong mình cài đặt theo cái yêu cầu nó thôi. Đó, thì nó ra được cái bảng như này. Đấy, máy chạy bình thường rồi nhé. Chúc các bạn làm thành công.